Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Tôi Việt Nam. À, hôm nay đi quay cho các bác các cái vườn hoa hồng mà có từ 170 cho đến 220 bông hoa ở trên cây nhá. À, đây là các cái cây hoa hồng cổ Sapa. À, Sapa. Đi vào cho đây cho các bác thấy này. Ui, hoa này. Đấy, tàn với cả lụ này. Đấy đây này, bông này nở đẹp thế. Đấy. Nó đang bị ngược nắng thế nào phải đi ngược lại cái đầu bên này. Chính ra là đi từ trên kia lên này. Nếu mà đi từ trên kia lên thì hơn này. Nhưng mà đi từ trên kia lên thì nó bị ngược nắng, thế nào này thôi. Thì đứng sang bên này thôi. Đấy. Để đi, từ vườn, <laughs> đi từ cuối vườn, đi từ cuối vườn đi lên. Đây là những cây hoa hồng cổ Sapa này, Đó. Hoa lụ các bác thấy là đây những cây bên này này. Hoa lụ cực kỳ nhiều và đẹp luôn. Cũng xin thưa các bác rằng là để có những cái cây hoa hồng cổ mà nó có từ hà cứ cho là 200 bông đi có từ 200 bông thì ít nhất cái kích cỡ cái kích cỡ của cây ấy, gọi là cái kích cỡ cây thì nó cũng ít nhất nó cũng phải cao tầm 2 mét Đấy, cây cây nó phải cao 2 mét và tán 2 mét khi mà cây và tán 2 mét này thoát thân cây 1 mét này vành nó là 13 cho tới 14 Đấy, kích cỡ cây nó phải đạt được cái 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 khoảng như vậy thì cây nó mới ra được các cái tầm cây các cái tầm bông từ 200 bông nhé cây phải to đấy, cây phải to đấy, đây này xương này Đấy, xương đêm qua đấy bây giờ vào mùa rồi xe xe lạnh rồi đấy đêm đêm à trung thu hôm qua hôm 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 qua kia nó là trung thu đấy sau hôm qua đêm trăng sáng thế trăng sáng vàng vặc luôn kìa kia vẫn còn trăng cả này các bác ạ ấy nhìn kìa kia vẫn trăng đêm 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 ra ngoài chả cơm này vớt điện luôn nhìn nó sáng trời bây giờ cái trời bây giờ cái thời tiết nó cao lắm cả nó trong á đi quay cây cũng phải đi quay sớm sớm một tí <laughs> nhưng mà đi quay muộn nát thì nắng lắm đấy <laughs> đấy này hòa wow, đẹp chưa đấy chính ra là cái cái dòng cứ cái vừa lúc mà cây mà nó đang có từ 200 bông như này ở trên cây mình đứng cạnh đứng cạnh các cái cây hoa hồng này một cái là cũng đã cảm nhận được cái mùi hương là đã cũng thấy thơm thơm rồi này đây đấy, cây này thân này thân này. Đấy, thân này, này thẳng tắp này đây là đây đây, đây 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 là dẹp này các bác này đây là dẹp này đây này đấy, những 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 người ấy các bác thấy chưa dẹp này, này. Đấy, đây này những cái ni ti ni ti đây đây các bác này thấy này những cái ni ti ở trên trên cây này nó là dẹp đấy nhá đây này Đấy, đấy các bác thấy ở đây là những cái con dẹp này. Dẹp nó sống hay không là các bác cứ chỉ cần Đây chỉ cần đấy, dẹp này, ấy dẹp vậy này. Chúng ta chỉ cần uh, dẹp sáp này. Đấy, chúng ta chỉ cần đấy và đấy, cái, biết một cái gì một cái mà nó mà có cái trăng trắng trắng ra một cái là chúng ta biết là cái, cái con đấy nó nó còn sống. Đấy, mùa này dẹp đấy. thời cây to như này mà nó còn hút đây này. Các bác những cây nhỏ như vậy thì uh, lấy vôi nhá dẹp như vậy thì cứ lấy vôi bôi lên cây ấy, là nóng hết mà lấy vôi bôi lên cây là hết phun thuốc thì nó nhanh hơn nhưng mà lấy vôi phun lấy vôi thì nó không bị ảnh hưởng sức khỏe còn nếu mà phun thuốc ấy thì à, như anh hiệp nói rằng là nếu mà phun thuốc ấy, phun thuốc thì nó đi theo đi theo cái đường nước ấy, rồi nó đi khắp nhà Đấy. nếu không thì à, dùng vôi kết hợp với cả nước rửa bát chúng ta quét lên những cái, cái, dòng hay là mua các cái, cái thuốc uh, phân sinh học ấy. Đấy, là chúng ta có thể làm được còn đâu cái cách nữa rằng là cứ lấy vui với cả nước rửa bát quét này đấy là hết đấy. đây là đi sang với cái cây bên này Nhưng mà mỗi tội hôm nay là đi này đi mặc con đùi áo cọc đấy, con đùi áo cọc thế là đi vào vườn là cũng cũng hơi hốt đấy bởi vì nó cà trong này gai nó nhiều đấy, gai nó nhiều cái dòng này nó đâm thì không thương tiếc đâu <laughs> dòng này họ nó đâm gai nó đâm thì không thương tiếc đấy. hoa hồng thì chắc chắn là có gai rồi đấy này, gai này. đấy lát nữa lấy một ít hoa này thì đi quay clip ngắn đấy. bây giờ là phải cả clip ngắn cả clip dài của các bạn đấy những cái clip ngắn thì nó tiếp cận được nhiều người hơn còn những clip dài này thì để để đi quay cho các bác thì các bác lúc nào rảnh thì vào xem. Đấy, ngắm hết cả vườn còn những clip ngắn nó chỉ có uh, 15 này, 30 này, 60 này, à 45 này, 60 này đấy. Đấy là các cái clip ngắn ngắn một chút mà uh, xem kiểu như là thêm, xem xem theo kiểu là tốc độ nó nhanh. Đấy. Chứ còn những cái clip dài này để đi quay cho các bác để cho nó được nhiều hơn. À, đi đi ngắm vườn của thằng lúc nào mà có thời gian đi ngắm vườn của thằng Tôi Việt Nam. Xem thằng này lên đây nó quay cái gì quay 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 cái gì quay cái gì. Đó. Đấy nó kiểu như là một cái kênh uh, uh, vlog về hoa hồng uh, nhưng mà của Hưng Yên chứ không phải của uh, Mỹ Linh các bác nhé. Đó. Giá mà có tầm khoảng độ 10 đến 10 uh, 15 20 thằng như thằng Tôi Việt Nam này làm cái kênh. Đấy thì là là đẹp là cái uh, hoa hồng của Hương Yên là sớm hay muộn là cũng sẽ được đề xuất <laughs> bởi vì là, là mình thấy ra là, là ở Hương Yên này làm về cái dòng làm 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 YouTube này TikTok Facebook về các cái dòng hồng này ít thật ít lắm không có nhiều các bạn À, nếu mà được cái đội ngũ đông đảo như ở bên mê linh chẳng hạn như bên mê linh thì là khỏe đấy thì là cái các cái cây hoa hồng này thì các bác ở khắp các miền trên tổ quốc là biết về các dòng hồng cổ ở hưng yên này thì là nhiều bởi vì là có mỗi một <laughs> à, mình thấy rằng là làm về hoa hồng chuyên về hoa hồng này thì ít không nhiều đâu. trong khi đó thì mình làm có một mình xong rồi là cái kênh nó nhỏ nữa thì là tiếp cận được các bác nó không không cao không nhiều như bên bên ninh người ta làm theo hầu hết các nhà vườn ấy nhà ai người ta cũng có cũng cũng làm về những cái mảng ấy thành ra rằng là ở cái nơi đấy người ta các bác biết nhiều hơn về là cái vùng sản xuất hoa hồ hồng nhưng cũng biết đâu rằng là ở ở yên này này. có hai cái làng hoa cây cảnh chính là làng hoa xuân quan văn giang Nghiên và phụng công văn giang Nghiên có rất nhiều các cái cái cây cây, cây, cây cây hoa đẹp. À? Các bác đã gọi là làng hoa thì các bác cứ biết loại cây cảnh gì thì là ở đấy có cái cây cảnh đó đây, các bác nhé Đây. Đây những cây sapa mà cực kỳ nhiều hoa, nhiều bông Đó, chưa? Những cái đây là các bác nhìn thân những cây này này. Cây này, này. Đó. nhưng mà những cái cây này thân rơi nó tầm 13, 14 rồi các bác biết là các cái dòng này thì nó khá là đắt tiền, giá giá nó khá là cao. Đây đây, bịch thì nó là bịch bầu 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 nhưng mà dạng bịch nhé bầu dạng bịch thì không bị hao hụt trong các quá trình vận chuyển. Nói ngay rằng là những cái dòng này là nó hao hao hụt nó ít hơn, nó trột ít hơn. Tất nhiên là các cái rễ các cái rễ cây nó vẫn ăn ra ngoài này, các cái rễ cây vẫn ăn ra ngoài. Thế nhưng mà nó ăn ra ngoài theo mình gọi là rễ ve thôi nó chỉ tầm khoảng độ 20% thì ăn ra ngoài thôi còn đầu các cái dễ chính là vẫn ở trong này khi mà đánh bầu hay vận chuyển bầu mà chúng ta vẫn uh, giữ lại các cái, uh, cái 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 bầu này mà nó không bị ảnh hưởng ấy, thì về một cái là chỉ tầm 10 15 ngày sau tưới chỉ tưới nước kích dễ thôi là nó sẽ ra những cái lớp dễ mới rồi, cây nó sẽ nhanh hồi phục hơn. Còn nếu mà những cái cây mà dạng đất không thôi, những cái cây dạng đất không thôi mà chúng ta đi um, vận chuyển đánh uh, trong thời gian dài thì là cây nó sẽ bị đấy. nói cái khác là cây về nó chuột tức nó chết thì nó không chết đâu thế nhưng mà nó lâu nó lại phải lâu hơn ví dụ là những cây dạng bầu dạng, dạng bầu này mà dạng bịch này, này thì mất tầm khoảng độ một tháng thì có thể nó hồi ngay còn những dòng kia mất tầm tháng rưỡi ấy. mất thêm thời gian thì cây nó sinh trưởng và triển khỏe được thế thực ra những cái kể cả những cái dòng bầu đất hay những cái cây dễ trần ấy. những cái cây dễ trần ấy, những cái cây dễ trần mà về nó vẫn sống như bình thường những cái cây dạng bầu chả có lý gì mà nó không dạng bầu dạng bịch này chả có lý gì mà nó không 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 khỏe cả. Đấy. khi mà vận chuyển các bác lấy những cái cây mới về thì chúng ta nên nên làm sao và cho nó cái bộ bộ rễ nó thoáng một chút, nữa. làm sao để thoát nước cho tốt vào, chứ đừng để nó bị úng uh, nước, nó bị yếm khí ở dưới là cây nó sinh trưởng phát triển nó kém đấy và không cẩn thận nếu trồng không tốt thì có thể nó chết cây. Còn các cái thuốc mà khi mà các bác mua cây của em Đức tôi Việt Nam rồi thì là em cũng sẽ gửi cho mọi người các cái thuốc hỗ trợ cây trong những ngày đầu. Kích rễ ở là chống thối rễ đó. Thì là chúng ta có thể cho cái cây tưới luôn, tưới cùng khi trồng xong thì tưới cùng tầm 10 15 ngày sau chúng ta lại tưới thêm lần thứ hai cây nó khỏe ngay mà hôm trước thì có đi sang tận Bắc Ninh đi sang tận Bắc Ninh để 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 gửi cho để trồng cây cho bác luôn đi sang bên đấy vừa trồng cây xong là vừa tưới nước luôn bác bảo bác mới trồng thì phải sang hỗ trợ nên hôm đấy thời gian thực ra là cũng có thời gian nhé yeah, cũng có thời gian nữa thì đi chứ còn như mọi lần thì chỉ gửi gửi xe thôi gửi xe xong là xong thôi đi đường này ngược nắng quá Ô đi quay lại một chút này. Đây, cái vườn này là cái vườn vườn bên kia là cái vườn hoa hồng của Huế. Vườn hoa hồng của Huế thì vừa mới quay xong nãy rồi. Quay xong nãy rồi. Đó. Còn thì sang vườn này à, về hoa hồng của Sapa thì là một video riêng. Đấy. Bắt đầu ở dưới này đi dưới này vườn này sạch cỏ này. Vâng, đây là những cái cây cổ Huế mà nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ cho choi thôi. Trong ngoài thôi mấy nó ra hết nước hoa nữa là lại cây này sum ngay mà đây là những cái cây hồng hồng đào cổ này đây là những cây hồng bạch xếp này hồng đào cổ bạch xếp này đây, sapa này sapa sapa choai sapa choai thoát lên rơi tầm 60 đổ lên rồi thì video này cũng xin kết thúc tại đây các bác nào mà cần các cái dòng hoa hồng cổ sapa mà cây to như vậy nhé cây to như vậy nhé. cây uh, cao 2 m, 2 m này. Uh, thoát 1 m, vanh nó là 13 tới 14 nhé Thì liên hệ với em Đức tôi Việt Nam, có số điện thoại 03543 98599 hoặc Zalo 03543 98599 nhé uh, còn các cái dòng phân hữu cơ, uh, đỗ tương dành cho hoa hồng ấy các bác nào mà uh, yêu quý thì sẽ ủng hộ em uh, Đức nhá. Thì cứ uh, uh, gửi qua Zalo Và số điện thoại ấy, thì là em sẽ gửi uh, phân cho mọi người được. Rồi, video cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào mọi người. Nhé.